liên quan đến tin báo về việc tài công chém, đẩy 4 ngư phủ xuống biển, ngày 11 tháng 12 ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có văn bản hòa tốc chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương thụ lý thông tin tố giác xác minh, truy tìm những người liên quan điều tra làm rõ có hay không hành vi vi phạm pháp luật như thông tin tố giác. Theo đó, trưa 9 tháng 12, ngư phủ sinh năm 1990, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến cơ quan chức năng trình báo việc tận mắt chứng kiến tài công chém, đẩy ngư phủ xuống biển. Theo trình bày của ngư phủ T, tháng 10 năm 2020, anh đi làm ngư phủ cho một tàu cá ở Bến Tre, tàu cá này là tàu cái cặp cáo đôi, gồm tàu cái và tàu đực, do người tên Triều làm tài công. Anh T không xác định được trên tàu có số lượng bao nhiêu người và chỉ nhớ tên khoảng 5-6 người, đi theo tàu cái, là tàu đực cũng mang biển kiểm soát của tỉnh Bến Tre, đi trên tàu đực. Có người em ruột của tài công Triều tên là D, trong quá trình đánh bắt hải sản ngoài biển, tài công Triều thường đánh các ngư phủ bằng ống inox, sẻng xúc nước đá, nhưng các ngư phủ không dám phản ứng lại vì ông Triều có súng điện. Khoảng một tháng sau, tháng 11 năm 2020, vào ban đêm, tài công Triều dùng dây chói tay một ngư phủ, không biết tên, treo lên, sau đó dùng mã tấu tự chế chém vào vai, đầu người này nhiều cái rồi xô xuống biển, lúc này tay của ngư phủ đó vẫn còn bị chói. Anh T thấy người bị xô xuống biển ngoi lên mặt biển mấy lần rồi chìm, anh T đến hỏi ông Triều, sao đánh người ta giữ vậu ị, thì bị ông này chửi, dùng ống inox đánh vào đầu ngất xỉu. Sáng hôm sau, anh T nghe một ngư phủ khác nói lại, Triều dùng mã tấu chém thêm 3 người nữa đều vứt xuống biển. Khoảng 15 ngày sau, ông Triều cùng D điều khiển tàu cái vào đất liền bán hải sản. Khi Triều đi được một lúc, một số ngư phủ quá giang tàu cá khác vào đất liền, trên tàu đực lúc này còn có khoảng 7 ngư phủ đã bàn với nhau chặt dây neo tàu chạy vào đất liền. Hai người trên tàu cá thay nhau chạy một ngày một đêm vào đến gần cửa kênh Hai Thiện, ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, cách bờ khoảng 1 hải lý thì bị mắc cạn. Lúc này, có xuồng của một người đi ngang qua, nên anh T cùng 3 người khác xin đi nhờ vào đất liền, trên tàu còn 3 người ở lại. Khi vào đất liền, anh T đến đồn biên phòng Đất Mũi trình báo vụ việc. Còn 3 người kia thuê xe về thị trấn Sông Đốc đến đồn biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc liên quan. 3 người về thị trấn Sông Đốc được xác định là sinh năm 1968, sinh năm 2003, cùng ngụ huyện Phú Tân, Cà Mau, và sinh năm 1994, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Cả ba cùng trình báo thường xuyên bị tài công Triều dùng cây đánh. Đáng chú ý, cả ba người trình báo về việc mất tích của ngư phủ tên sinh năm 1972, ngụ thị trấn Sông Đốc, và cho biết tài công Triều có báo cho chủ tàu biết về việc mất tích của ngư phủ C, nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương xác minh, làm rõ có việc tài công chém, xô 4 ngư dân xuống biển hay không. Vì thông tin này đang gây xôn xao dư luận Cà Mau mấy ngày qua.